xin kính chào toàn thể các bác và chào mừng tất cả các bác quay trở lại kênh của em Hiền Audio Phú Thọ. Đấy, để tiếp tục các video thì ngày hôm nay em lại lên tiếp tục khuyến mãi giảm giá cho bác bộ 3 combo sản phẩm. Đấy, bao gồm là đẩy này, vang và mic. Một combo nó quá là chạy về phiên bản thị trường luôn các bác ơi. Đấy thì ngày hôm nay, đấy em có một combo gia đình bao gồm là một đẩy hai kênh này. Đấy, và một chiếc vang clay số Galaxy. Và trên cùng đây là một mic không dây. Đấy, ngày hôm nay chiên khuyến mãi giảm giá cho bác hai combo như này với mức giá cực kỳ hấp dẫn đấy các bác nhá. Đấy, nên rất là mong mỗi bác vào video hoàn nghỉ ủng hộ cho em xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn nút chuông các bác nhá, để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha em ạ. Đấy, vào những video tiếp theo em sẽ lên những video giảm giá cũng như là thanh lý rất là nhiều những mặt hàng đấy của hàng anh em với giá rất là tốt. Đấy, nên rất là mong mỗi bác và anh em hoàn nghỉ vào like vào video cho em xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn nút chuông các bác nhá. Đấy, cảm ơn các rất là nhiều ạ. Thì ngày hôm nay em có bộ 3 sản phẩm. Đấy, đầu tiên là một chiếc đẩy Real này. Công suất của con này rơi vào hơn 900W một kênh. Và tiếp theo, thiết bị thứ hai là một chiếc vang cơ lai số kèm lọc xì DX4.6 phiên bản mới nhất cao cấp nhất của ETC. Và trên cùng là bộ mic không dây DX20 cũng là phiên bản cao cấp cực kỳ cao cấp của ETC luôn ạ. Đấy thì ngày hôm nay chiên khuyến mãi cho bộ 3 combo sản phẩm như này với giá rất là hấp dẫn. Đấy nên là trước khi báo giá nhá, em sẽ giới thiệu một chút rồi báo giá cho bác. Đấy, đảm bảo các bác là mức giá trong video này rất là tốt luôn ạ. Và đặc biệt combo như này thực sự bác là quá là cao cấp luôn. Đấy, đầu tiên là một chiếc đẩy Real. Đấy, đẩy bãi các bác nhá. Đây là đẩy bãi. Nó sẽ không tránh được tình trạng xước sát đâu. Nhưng các bác yên tâm, con này vẫn dùng ngon lành thoải mái cho em. Đấy, các chức năng hoạt động bình thường, hàng ngóc nguyên zin luôn, chưa động chạm luôn, nó chỉ bị cũ và bị xước sát một chút thôi. Đấy, đẩy Real thì các bác sự có là dòng này quá cao cấp luôn. Đấy, các bác nào theo dõi em lâu các biết, em về bên là lần đợt trước nhá, em việc 50 con. Đấy, chỉ hết trong vòng đúng 3 ngày thôi. Thực sự con này đã quá cháy hàng. Đấy, các bác nào mà cần em giới thiệu nội thất ý, thì các bác cứ nhắn tin hoặc gọi điện vào số này cho em 0969673336. Em sẽ hỗ trợ tư vấn cho về con đẩy này các bác nhá. Đấy, hàng Zoyan này, công suất còn lại rồi tầm 900W đến hơn 900W một kênh. Đánh cho bác là bộ 2 cặp 30 hoặc là 1 cặp 40 coi 100 thoải mái cho em. Đấy, thực sự con đẩy này cực kỳ là khỏe các bác nhá. Mặc dù đẩy bãi thôi nhưng mà chất lượng nó cực kỳ là tốt ạ. Và tiếp theo, thiết bị thứ hai là một chiếc vang cơ lai số kèm lọc xì phiên bản mới nhất của ETC các bác nhá. Đấy, DX4.6 phiên bản cao cấp nhất, em sẽ lắp lên và giới thiệu cho bác phiên bản kèm lọc xì này cực kỳ hay luôn. Đấy, và đặc biệt này, nó có dạng 6 chế độ trường hú khác nhau các bác nhá. Đây, nó có chữ FX này, 6 chế độ trường hú khác nhau cho bác. Đấy, các bác dùng gia đình ấy, thì tùy theo không gian nhà bác thôi. Đấy, các vị và dùng gia đình thì cùng lắm là 1 hoặc 2 chế độ trường hú thôi. Nó trường hú cực kỳ là tốt rồi các bác nhá. Và hai volume này, tăng giảm volume của mic cũng như là music này. Đấy, và EQ chế độ đánh nhạc cho bác, và priority chế độ phát biểu này. Và con này chỉnh cũng rất là dễ dàng. Đấy, nó có ba núm vặn là mic, effect cũng như là music. Đấy, có đèn phát sáng của từng kênh, của từng núm vặn để đảm bảo với các bác là trong không gian tối các bác thể nhìn rõ và chỉnh được rất là dễ dàng các bác nhá. Đây, em sẽ dẫn các bác chỉnh luôn này. Nó có ký hiệu là mic ở trên, bấm vào cho em. Nó có ký hiệu là mic T. Mic T nghĩa là mic chép các bác nhá. Đấy, ấn một phát nữa là mic M là mic trung, ấn tiếp là mic B là mic bass. Đấy, các bác tăng giảm thì bằng tam giảm bên này cho em. Đấy, các bác vừa tăng giảm vừa alo làm sao nó phù hợp với không gian gia đình nhà mình nhất các bác nhá. Và effect cũng vậy. Đấy, bấm cứ bấm cho em rồi căn chỉnh volume bên này làm sao nó phù hợp với không gian gia đình nhà mình nhất. Đấy, echo thì vào riêng biệt luôn. Effect con này tiếng cực kỳ hay. Đấy, tí sẽ alo tiếng mic cho bác luôn ạ. Và đặc biệt nhá, con này nhá, tiếng cực kỳ là hay và rất là dễ chỉnh. Em sẽ chỉnh sẵn và test ok tất cả mọi thứ cho bác. Đấy, về nhà các bác chỉ việc lắp ráp lên bộ dàn karaoke nhà mình là sử dụng thôi các bác nhá. Và music cũng vậy này. Và có đường cắt súp luôn. Đấy, con này đầy đủ đường bluetooth này, cổng quang này, AX1, AX2 đầy đủ cho bác luôn. Đấy, các bác muốn chuyển cổng các bác bấm nút input này cho em là được các bác nhá. Và trên cùng đây là một bộ mic không dây DX20 phiên bản cao cấp nhất của ETC, kết hợp với các bác là kênh 1, kênh 2 trong một phiên bản này. Đấy, và KS1 set 2 tăng giảm volume này, set sần tố sạch này và logo của ETC đây. Đấy, và tai mic của nó đây các bác ơi, cực kỳ chất lượng luôn ạ. Dòng này mic này tiếng cực kỳ hay, rất là hút âm. Đấy, thì ngày hôm nay em có bộ 3 combo sản phẩm như này. Đấy, sẽ khuyến mãi giảm giá cho bác và sẽ có những phần quà kèm theo. Đấy, nên rất là mong mỗi bác vào video hoan hỉ ủng hộ cho em xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn nút chuông các nhá. Đấy, em cảm ơn các bác rất là nhiều. Và ngay sau đây em sẽ test một chút về tiếng nhạc và tiếng mic, rồi sau đó em báo giá cho bác ạ. Đây, em tăng volume một chút đây. Tiếng con này thực sự tiếng của combo này cực kỳ hay luôn. Đặc biệt là con đẩy với con vang này, một combo hoàn hảo luôn các bác ơi. Đẩy fan và vang EC hàng chính hãng luôn đây.
hàng đều là hàng chính hãng và đều bảo hành cho bác. Đấy. Tiếng này con này cực kỳ hay. Thực sự bác là chất âm nó vượt xa tầm giá luôn. Đấy. Và đây tai mic của nó đây các bác này. Cho xem tai mic một chút này. Tai mic cực kỳ chất. Chất âm của dòng này nó thực sự rất là chất lượng luôn. Và đây em sẽ alo tiếng mic rồi sau đó em báo giá cho bác. Đảm bảo các mức giá trong này có gì nào này nó quá là hấp dẫn luôn ạ. 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7 1 2. Các bác nghe chất âm không? Nó cực kỳ là hay. Đấy, vừa ấm áp này, effect cực kỳ mượt mà luôn. Đấy thì ngày hôm nay em có bộ 3 khuyến mãi cho bác này, hai combo như này thôi. Với mức giá nhá, bác nào chốt nhanh tay nhắn tin hoặc gọi điện vào số này xem. Đấy, 0969673336. Với bác nào chốt combo ETC cho em. Chốt combo ETC với mức giá để cho bác này chỉ 7.500.000 đồng thôi. Đấy, và em sẽ tặng kèm đầy đủ dây phụ kiện cho bác luôn. Và đặc biệt này, tặng kèm cho thêm là một dây quang dài 2m như này để các bác có thể kết nối được cổng quang của TV và được cổng quang con vang này. Và tiếp theo là một bộ pin sạc. Đấy, để các bác có thể kết nối sạc đi sạc lại của mic không dây này thoải mái các bác nhá. Chỉ với 7.500.000 đồng, em sẽ bao ship cũng như là tặng kèm đầy đủ ra kết nối cho bác luôn. Tặng kèm dây quang, tặng kèm pin sạc và bảo hành 1 năm hàng ETC cho bác luôn. Ok chưa các bác? Để bác chốt nhanh tay, nhắn tin hoặc gọi điện vào số lại cho em. 0969673336. Đúng không? Chốt combo ETC cho em 7.500.000 đồng, em bao ship tận nhà luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Ok chưa các bác? Đấy, các bác chốt nhanh tay, nhắn tin hoặc gọi điện vào số lại cho em các bác nhá. Và cảm ơn các bác rất là nhiều xem video của em. Hẹn các bạn những video tiếp theo nhá. Xin kính chào các bạn các bác ạ.